Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ có diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Tại đường hoa Tết Quý Mão, 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu thể hiện đa dạng về kích thước và chất liệu dưới nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau. Đường hoa dài hơn 600 mét, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường, cùng khoảng 88 loại hoa với gần 106.000 chậu giỏ hoa các loại. Đại cảnh rực rỡ thành phố hoa với chiếc cầu gỗ sẽ xuất hiện trên đường hoa. Đây là nơi lý tưởng để khách tham quan có thể nhìn ngắm thảm hoa rộng hơn 300 mét vuông. Đặc biệt, du khách cũng được chiêm ngưỡng lại 20 tạo hình của 8 linh vật từng xuất hiện tại cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ qua. Cùng với đường hoa, đường sách Tết Quý Mão 2023 sẽ diễn ra trên tuyến đường Lê Lợi, từ đường Nguyễn Huệ đến Bùng Binh, Quách Thị Trang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố. Năm nay, tuyến đường Lê Lợi sẽ được chia thành 3 đoạn chính với các khu vực trưng bày và triển lãm khác nhau của hơn 20 đơn vị tham gia. Đường hoa và đường sách Tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan trong 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19 tháng 1 đến 21 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức là từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão.